Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không khí lạnh tăng cường được một ngày rồi lại suy yếu ngay. Do không khí lạnh lệch ra biển nên Bắc Bộ trời nhiều mây hơn, hiện tượng sương mù xảy ra vào đêm và sáng. Các phương tiện tham gia giao thông trong thời điểm này cần lưu ý hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông. Về nhiệt độ, cao nhất ban ngày dao động trong khoảng là từ 22 đến 26 độ. Mức nhiệt trong đêm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng nhẹ, dao động trong khoảng từ 11 đến 14 độ ở khu vực vùng núi Trung Du và trong ngưỡng 15 tới 19 độ ở các tỉnh vùng đồng bằng. Với thủ đô Hà Nội, sáng nay cả thành phố được bao phủ bởi một làn sương mù nên cảm giác khá u ám nhưng lại ấm áp. Hôm nay phổ biến nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất ở mức là 26 độ và thấp nhất là 17 độ, trời ấm hơn những ngày trước đó. Hôm nay ở miền Trung, mưa cũng giảm nhưng mây thì vẫn còn nhiều. Vì thế mà nền nhiệt cao nhất dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế ở ngưỡng là 23 đến 25 độ. Còn với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thì nhiệt độ cao hơn, song cũng dưới mức là 29 độ vào trưa chiều. Trong xu thế giảm mưa của khu vực nên hôm nay thành phố biển Đà Nẵng cũng đang tạnh ráo dần, trưa chiều nay trời còn hửng nắng ấm. Vì vậy mà mức nhiệt hôm nay cũng sẽ tăng lên mức là 26 độ, về tối và đêm trời lạnh với mức nhiệt là 22 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay trời nắng mạnh vào trưa chiều với mức nhiệt cao nhất ở ngưỡng là 32 đến 33 độ. Tuy nhiên độ ẩm không khí khá cao nên không khí có phần oi bức vào trưa chiều. Đến tối thì nhiệt giảm về dưới mức là 27 độ, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động của người dân. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, thì quý vị nên tuân thủ khuyến cáo 5K để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. We'll be right back.